rồi. Bộ này được không? Đấu cả chiều giờ đang chiều muộn thì mình phải đang chỉnh chế độ sáng lên một chút. Tầm này nhạt. Bây giờ chắc phải 4:30. Trời thì đang cơn mưa. Đồ khó chịu nhỉ. Hàng ơi này, đợi mãi cũng vừa mới tắt máy quay thì nhỉ. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Khánh Linh nha.